À, chào mừng các em đến với tiết học ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta sẽ làm bài tập. Chúng ta sẽ làm bài tập dựa trên bài số 7 câu lệnh lập và bài số 8 lập với số lần chưa biết trước. Đầu tiên chúng ta sẽ làm phần trắc nghiệm. Câu 1 câu lệnh sau đây câu nào đúng? A for y 2 chấm bằng 1, tu 5 right line a chấm phẩy. B for y 2 chấm bằng 1.5, tu 5.5, do right line a chấm phẩy. C for y 2 chấm bằng 2, tu 5, do right line a chấm phẩy. Câu D for y 2 chấm bằng 2, tu 5, do right line a. Vậy thì câu này chúng ta thấy đáp án C là đáp án chính xác. Câu A thiếu từ khóa do trước từ right line. Câu B chỉ số đầu, cái giá trị đầu và giá trị cuối, chúng ta phải sử dụng số nguyên, không được dùng số thật. Câu D thiếu dấu chấm phẩy ở cuối câu. Như vậy câu C là đáp án chính xác. Câu số 2, câu lệnh sau đây có bao nhiêu vòng lặp? For y 2 chấm bằng 2, tu 7, do right line a chấm phẩy. Vậy thì chúng ta nhớ lại, để tính số vòng lặp, chúng ta sẽ lấy giá trị cuối trừ giá trị đầu cộng thêm 1. Vậy là 7 trừ 2 cộng 1 là bằng 6. Đáp án B là đáp án chính xác. Câu 3, sau đoạn lệnh này giá trị của M là bao nhiêu? M gán bằng 1 chấm phẩy. For y 2 chấm bằng 1, tu 5, do M gán bằng M cộng 2 chấm phẩy. Đáp án A 5, B 7, C 10, D 11. Vậy chúng ta có thể nhẩm tính như sau. Khi y bằng 1, m sẽ bằng 1 cộng 2, kết quả là 3. Khi y bằng 2, m sẽ bằng 3 cộng 2, kết quả là 5. Khi y là 3, m sẽ bằng 5 cộng 2, kết quả là 7. Khi y là 4, m sẽ bằng 7 cộng 2 là 9. Khi y bằng 5, m sẽ bằng 9 cộng 2 bằng 11. Vậy đáp án ở đây của chúng ta là câu D, 11. Hoặc chúng ta có thể tính nhẩm nhanh. Y chạy từ 1 đến 5. Vậy có 5 vòng lặp. 5 trừ 1 cộng 1 bằng 5 vòng lặp. Mỗi vòng lặp M sẽ tăng lên 2 đơn vị. M sau bằng M trước cộng 2, nghĩa là M sẽ tăng lên 2 đơn vị. 5 vòng lặp M sẽ tăng lên 10 đơn vị cộng cho 1 trước đó nữa. Vậy kết quả là 11. Câu 4. Trong các hoạt động dưới đây, hoạt động nào lập với số lần chưa biết trước? A. Tính tổng các số tự nhiên từ 1 đến 20. B. Nhập các số nguyên từ bàn phím cho đến khi đủ 50 số. C. Mỗi ngày học bài 2 lần. D. Nhập vào một số cho đến khi số nhập vào là số chẵn thì dừng. Vậy thì câu A chúng ta thấy hoạt động tính tổng lập 20 lần. Câu B hoạt động nhập số lập 50 lần. Câu C hoạt động học bài lập 2 lần. Chỉ có câu D là nhập vào một số cho đến khi số chẵn thì dừng. Vậy đây chỉ dừng khi điều kiện là nhập đúng vào một số chẵn. Vậy đáp án ở đây hoạt động lập với số lần chưa biết trước là câu D. Câu 5. Tìm câu lệnh đúng trong các câu lệnh sau đây. Các bạn lần lượt quan sát các câu. A. X gán bằng 10 chấm phẩy, y x gán bằng 10, đô x gán bằng 5 chấm phẩy. Câu B. X gán bằng 10, y x bằng 10, đô x bằng x cộng 5 chấm phẩy. Câu C. X gán bằng 10 chấm phẩy, y x bằng 10, tu x gán bằng x cộng 5 chấm phẩy. Câu D. X gán bằng 10 chấm phẩy, y x bằng 10, đô x gán bằng x cộng 5. Chúng ta thử xem tìm câu lệnh đúng nhất trong các câu lệnh sau. Vậy thì chúng ta thấy trong các câu, câu D là đáp án chính xác. X gán bằng 10 chấm phẩy, y x bằng 10, đô x gán bằng x cộng 5 chấm phẩy. Câu A, chúng ta để ý sau y là điều kiện phải là phép so sánh. 6 phép so sánh chúng ta đã học rồi. Ở đây chúng ta không thể để phép gán được, bởi vì phép gán thì không xét được tính đúng sai của điều kiện. Câu B, sau đu phải là câu lệnh, có thể là câu lệnh đơn hoặc câu lệnh ghép, nhưng không thể để phép so sánh ở đây mà phải để một câu lệnh để cho máy tính thực hiện.
Như vậy chúng ta có thể bổ sung thêm cái dấu hai chấm để trở thành cái phép kán. Câu C. Từ khóa trong câu lệnh lập với số lần chưa biết trước là while do chứ không phải là while to, do đó bị sai từ khóa ở đây. Chúng ta lưu ý. Câu 6, đoạn lệnh sau đây cho kết quả là gì? S gán bằng 1 chấm phẩy, while s nhỏ hơn 10, do begin write like s chấm phẩy, s gán bằng s cộng 1 chấm phẩy, end chấm phẩy. A. In ra các số từ 1 đến 9. B. In ra các số từ 1 đến 10. C. In ra các số 1. D. Không có phương án nào đúng. Chúng ta có thể hiểu ngắn gọn cho s bằng 1. Khi mà s còn nhỏ hơn 10 thì chúng ta sẽ in s ra và tăng s lên một đơn vị. Vậy thì chúng ta có thể làm ra nhé, mô tả cái vòng lặp while như sau. Điều kiện chúng ta là s nhỏ hơn 10. Nếu s nhỏ hơn 10 thì sẽ in ra s và tăng s lên một đơn vị, tức là s bằng s cộng 1. Vậy thì vòng lặp đầu tiên s bằng 1, chúng ta sẽ so sánh với điều kiện 1 nhỏ hơn 10, đúng, chúng ta sẽ in được số 1 và s sẽ tăng lên một đơn vị là s bằng 1 cộng 1 bằng 2. Vòng lặp thứ hai chúng ta sẽ so sánh cái s mới vừa tính được là 2, 2 nhỏ hơn 10, đúng, chúng ta in được giá trị 2 và s sẽ tăng lên là 3. Tiếp tục so sánh 3 nhỏ hơn 10, đúng, chúng ta in được giá trị 3 và tăng s lên là 4. Tiếp tục so sánh 4 nhỏ hơn 10, đúng, như vậy chúng ta in được giá trị là 4 và s tăng lên 5. Tiếp tục so sánh 5 nhỏ hơn 10, đúng, in ra giá trị 5 và s tăng lên 6. Tiếp tục so sánh 6 nhỏ hơn 10, đúng, chúng ta in giá trị 6 và s tăng lên 7. So sánh tiếp 7 nhỏ hơn 10, đúng, chúng ta in giá trị 7 và s tăng lên 8. So sánh tiếp 8 nhỏ hơn 10, đúng, vậy chúng ta in được giá trị 8 và s sẽ tăng lên là 9. Tiếp tục so sánh 9 nhỏ hơn 10, đúng, vậy chúng ta in được giá trị 9 và s sẽ tăng lên 10. 10 nhỏ hơn 10 là sai. Vậy lúc này dừng lại, thì chúng ta thấy là sau khi trải qua 9 vòng lặp thì các cái số từ 1 tới 9 được in ra trên màn hình. Còn giá trị biến s lúc này sau khi kết thúc vòng lặp là 10, nhưng in trên màn hình thì chỉ in đến 9 thôi. Bởi vì cái điều kiện là s mà nhỏ hơn 10 thì mới in. Còn bây giờ 10 nó bằng 10 chứ nó không nhỏ hơn, do đó nó sẽ không có được in ra. Câu A là đáp án chính xác. In ra các số từ 1 đến 9. Một số bạn có thể nhầm lẫn đó là in ra các số từ 1 đến 10 thì chúng ta lưu ý, bởi vì điều kiện ở đây là s nhỏ hơn 10 nên số 10 nó không có in ra. Chừng nào mà y s nhỏ hơn hoặc bằng 10 thì số 10 mới được in ra. Và đáp án của chúng ta ở đây là câu A, các bạn lưu ý. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần 2 và chúng ta sẽ viết chương trình máy tính. Các bạn sẽ ghi cái bài tập vào vở viết chương trình tính tổng n số tự nhiên đầu tiên với n nhập từ bàn phím. Vậy thì bài này chúng ta đã rất là quen thuộc rồi, ở bài số 7 câu lệnh lập. Chúng ta có hai cách để chúng ta có thể giải bài này. Thứ nhất là sử dụng câu lệnh for do, hoặc chúng ta vẫn có thể sử dụng câu lệnh while do để chúng ta giải. Hoặc nếu chúng ta sử dụng câu lệnh for do, chúng ta thấy bài này chúng ta sẽ có biến y, vì chắc chắn ta dùng for thì phải có biến y. Chúng ta có biến sum đại diện cho biến tổng và chúng ta có biến n là chúng ta sẽ nhập bao nhiêu số n, bao nhiêu số n ha. Sau khi khai báo biến thì chúng ta sẽ đến phần thân, nhưng mà ở phần khai báo biến thì các bạn lưu ý là cái biến ở đây chúng ta nên khai báo cái biến tổng thuộc kiểu dữ liệu số nguyên, nhưng mà phạm vi nó lớn, bởi vì phạm vi của integer thì chỉ có 32.767 thôi. Do đó nếu mà chúng ta nhập cái số n lớn thì có thể kết quả nó sẽ ra vượt quá phạm vi của integer. Do đó chúng ta sẽ sử dụng kiểu dữ liệu ở đây là login. Vậy thì việc đầu tiên của chúng ta đó là chúng ta phải nhập n để cho máy tính biết chúng ta cần cộng bao nhiêu số tự nhiên đầu tiên, và chúng ta sẽ gán cho s bằng 0. Khi bắt đầu tính chúng ta sẽ khởi tạo cái biến s bằng 0.
Và sau đó chúng ta sẽ cho y chạy từ 1 đến n và tổng sẽ bằng tổng cộng cho biến y. Ha, vậy for y 2 chấm bằng 1 tu n đu sum gán bằng sum cộng y chấm phẩy. Vậy ví dụ các bạn nhập n bằng 5 thì chúng ta thấy có 5 vòng lặp. Khi đó y sẽ chạy từ 1 đến 5. Vòng lặp 1 sum sẽ bằng 0 cộng 1 và vòng lặp 2 sẽ bằng 1 cộng 2. Vòng lặp 3 sẽ bằng 1 cộng 2 cộng 3. Vòng lặp 4 sẽ bằng 1 cộng 2 cộng 3 và cộng 4. Vòng lặp 5 là sẽ bằng các cái sum trước đó là 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 và cộng cho 5. Rồi, như vậy chúng ta sẽ thoát khỏi vòng lặp for và chúng ta chỉ việc sử dụng câu lệnh write line hoặc write để in ra giá trị tổng mà chúng ta cần tìm, là tổng n số tự nhiên đầu tiên và gọi tên biến sum. Các bạn có thể đặt tên biến khác, không nhất thiết là phải giống cô. Các bạn sẽ viết lại chương trình này vào vở, sau đó bạn nào có máy thì chúng ta nên viết trên máy của mình và chạy chương trình để xem lại kết quả. Trường hợp mà đề bài không có yêu cầu là chúng ta nhập bao nhiêu số n, mà đề bài yêu cầu rõ luôn là ví dụ như tính tổng của 100 số tự nhiên đầu tiên hay là tính tổng của 50 số tự nhiên đầu tiên thì chúng ta sẽ không có cần biến n này, và chúng ta bỏ cái câu lệnh readline này luôn mà chúng ta chỉ viết từ sum trở xuống mà thôi. Chúng ta sẽ cho y chạy từ 1 đến cái số nào mà đề bài yêu cầu, ví dụ 1 đến 100, đu sum bằng sum cộng y. Và chúng ta chỉ việc chú thích là tổng của 100 số tự nhiên đầu tiên là, và chúng ta cũng gọi biến sum. Vậy đây là bài tính tổng của n số tự nhiên đầu tiên. Vậy thì nếu trường hợp bạn dùng câu lệnh while, bạn làm như sau, thì câu lệnh while bạn cũng sẽ khai báo biến y, biến n và biến sum. Sau đó bạn cũng phải nhập giá trị n vào, dù dùng while hay dùng for cũng nhập n vào để máy tính biết cộng bao nhiêu số tự nhiên ha. Rồi, chúng ta cũng gán sum bằng 0. Và sau đó chúng ta sẽ ra cho y bằng 0 luôn, bởi vì là for thì có y, còn while thì nó không có y, tự động tăng y được cho chúng ta phải khởi tạo một cái biến y. Và chúng ta sẽ kiểm tra nếu y mà còn nhỏ hơn hoặc bằng n, có nghĩa là đang còn số, số nó sẽ bắt đầu từ 1. Nếu mà nó còn nhỏ hơn thì chúng ta sẽ cộng cộng cho tới số n chúng ta dừng, vượt quá n chúng ta không có cộng nữa. Vậy thì y nhỏ hơn hoặc bằng n, do begin y bằng y cộng 1, sum sẽ bằng sum cộng y. Có ví dụ bây giờ các bạn nhập n bằng 3, sum bằng 0, y bằng 0. Vậy bây giờ hiện tại y bằng 0, chúng ta so sánh ha, 0 nhỏ hơn hoặc bằng n đúng, vậy cô sẽ tăng y lên 1, tức là y sẽ bằng 0 cộng 1. Vậy sum sẽ bằng sum cộng y là bằng 0 cộng cho 1. Chúng ta cộng được một số tự nhiên đầu tiên này đó. Vậy tổng lúc này chúng ta kết quả được là 1. Y hiện tại bằng bằng 1. Chúng ta quay lại vòng lặp while chúng ta kiểm tra. 1 nhỏ hơn hoặc bằng n đúng. Lúc này y sẽ tăng lên 2. Sum sẽ bằng 1 cộng cho 2 là kết quả được là 3. Quay lại vòng lặp tiếp theo. Y lúc này là 2. 2 nhỏ hơn bằng n đúng. Vậy lúc này y sẽ tăng lên 3. Sum sẽ bằng, hồi nãy chúng ta 1 cộng 2 được bằng 3 rồi, bây giờ chúng ta sẽ cộng thêm cái y mới vừa tăng là 3, vậy sẽ bằng 6. Và y lúc này bằng 3, 3 nhỏ hơn hoặc vậy thì cái chương trình vừa rồi khi chúng ta mà viết trên máy chúng ta sẽ được như sau, và các bạn sẽ biên dịch sửa lỗi như có, và các bạn sẽ bấm Ctrl F9. Thì khi các bạn chạy chương trình, các bạn sẽ nhập số n ngẫu nhiên. Ở đây giả sử cô nhập số n là 20, vậy thì kết quả của cô sẽ là tổng n số tự nhiên đầu tiên là 210, tức là chúng ta cộng lần lượt từ 1 đến 20 thì kết quả chúng ta sẽ ra được 210. Các bạn sẽ thử làm trên máy của mình và nhập số và so sánh kết quả với nhau nhé. Bây giờ chúng ta sang câu số 2, viết chương trình thể hiện thuật toán sau. Bước 1 gán S bằng 10, X gán bằng 0.5. Bước 2 nếu S nhỏ hơn hoặc bằng 5.2 thì chuyển đến bước 4. Bước 3 S gán bằng S trừ X và quay lại bước 2, thông báo S và kết thúc thuật toán. Vậy thì bài này chúng ta thấy, chúng ta nhìn vào chúng ta không thấy được là
có bao nhiêu vòng lặp, đúng không? Chỉ biết là nếu mà S còn nhỏ hơn hoặc bằng 5.2 thì chúng ta sẽ dừng và chúng ta thông báo S. Còn nếu như S, có nghĩa là S mà còn lớn hơn 5.2 thì chúng ta sẽ lấy giá trị S trừ đi X, tức là lấy 10 trừ đi 0.5, và cứ lần lượt như thế chúng ta trừ, lặp đi lặp lại cho đến khi nào mà cái điều kiện là S nhỏ hơn hoặc bằng 5.2 thì nó sẽ dừng. Vậy thì cái điều kiện ở đây là S nhỏ hơn bằng 5.2, cô gọi đây là điều kiện dừng, vì S nhỏ hơn bằng 5.2 thì chuyển tới bước 4, mà bước 4 là dừng nè, đúng chưa? Vậy đây sẽ là điều kiện dừng. Vậy điều kiện lặp là ngược lại với điều kiện dừng là S lớn hơn 5.2. Vậy chúng ta sẽ sử dụng câu lệnh while do để giải bài này, và sau while sẽ là điều kiện là S lớn hơn 5.2. Vậy thì câu lệnh nằm sau do chính là câu lệnh nằm ở bước 3 là S sẽ gán bằng S trừ X. Và nó quay lại bước 2, nó sẽ tự động nó quay lại để nó kiểm tra, cứ như thế. Vậy thì cái chương trình này chúng ta thấy chúng ta có hai biến, biến S và biến X. Chúng ta thấy kiểu dữ liệu của nó đây là số thập phân, biết cái chương trình giống hồi nãy ha. Đó. Chạy thì nó sẽ chạy từng bước như thế này, nó xử lý từng bước như thế này. Rồi. Vậy thì nếu cái chương trình này chúng ta viết trên máy tính thì chúng ta quan sát ha. Điều kiện sau while, cô nhấn mạnh lại đề bài cho S nhỏ hơn 5 chấm nhỏ hơn bằng 5.2 chuyển đến bước 4, đó là điều kiện dừng. Câu lệnh sau while phải là điều kiện lặp. Vậy thì nó sẽ ngược với điều kiện dừng là S lớn hơn 5.2. Rồi, thì sau khi bạn làm bài này xong, bạn bấm Alt F9. Nếu mà có lỗi thì các bạn nhớ sửa lỗi. Cô nhắc lại là sau biến S lúc mà các bạn in ra, các bạn nhớ lấy cái số thập phân. Một số thập phân ha, tại vì trong đề của mình thấy các cái thuật toán người ta cũng lấy có một số thập phân như đó, cô lấy một số thập phân. Còn cái độ rộng in số thì tùy các bạn có thể thấy số khác. Rồi, sau khi biên dịch và sửa lỗi, các bạn bấm Ctrl F9. Thì nếu các bạn bấm Ctrl F9 thì các bạn sẽ quan sát được cái kết quả như bên hình. Ở đây là khi cô chạy chương trình thì cô ra S được bằng 5. Rõ ràng là hồi nãy cái mô phỏng trên giấy nháp ha, giấy mô phỏng ở nháp các cái vòng lặp của mình thì mình thấy là nó có 10 vòng lặp. Mỗi vòng lặp nó trừ đi 0.5. Đúng không? Cứ S trừ đi cho 0.5, cứ như thế nó trừ đến khi bằng 5. Thì 5 lớn hơn 5.2 là sai, do đó nó không thực hiện, nó không trừ nữa. Đúng không? Mình so với điều kiện dừng có đúng không? S bằng 5, 5 nhỏ hơn 5.2 chuyển đến bước 4, đúng rồi nè. Như vậy là mình đã đi đến điều kiện dừng. Vậy nếu như cái đề bài này người ta có hỏi thêm, nếu mà người ta không yêu cầu mình viết chương trình trên máy mà người ta cho mình các cái bước thuật toán mà người ta hỏi sau khi thực hiện chương trình này thì giá trị S bằng bao nhiêu, thì chúng ta trả lời là S bằng 5. Nếu người ta có hỏi là có bao nhiêu vòng lặp thì chúng ta trả lời là 10 vòng lặp. Còn nếu mà người ta yêu cầu mình viết chương trình thì mình viết chương trình như thế này nha. Thì tùy vào cái hình thức dạng bài tập đề bài yêu cầu mà mình làm cho đúng. Rồi, các bạn cũng viết cái chương trình này vào trong vở của mình. Sau đó các bạn có điều kiện trên máy thì bạn cũng làm trên máy, rồi cũng biên dịch sửa lỗi và xem kết quả. Coi có tính ra là S bằng 5 giống cô hay không. Và đây chính là bài tập 3A sách giáo khoa trang 66 ở cuối cái bài số 8, lệnh lặp với số lần chưa biết trước. Hôm trước cô có dặn các bạn về nhà làm, coi như là hôm nay cô sửa cho các bạn luôn. Còn câu 3B thì tương tự, bạn cũng sẽ mô tả cái quá trình nó lặp trên nháp và sẽ trả lời giá trị S bằng bao nhiêu. Cô sẽ không giải bài tập 3B nữa ha, các bạn sẽ tự làm bài 3B, nếu mà có sai thì mình sẽ sửa lại, nếu đúng rồi thì thôi. Vậy thì ở nhà các bạn sẽ lưu ý học lại cho cô cú pháp câu lệnh lặp for do và while do. Hai câu lệnh này rất là quan trọng trong các bài kiểm tra, bài thi mình đều gặp, và đặc biệt là mình phải dùng nó để mình viết chương trình. Bạn nào mà chưa làm bài tập ở cuối mỗi bài như cô dặn thì bổ sung cho đầy đủ và làm lại các bài tập hôm nay. Cô đã hướng dẫn các bạn có 6 câu trắc nghiệm và 2 câu bài tập viết chương trình.
Tiết học của chúng ta đến đây là hết. Hẹn các em đến tiết học tiếp theo.